비추고 Từ xưa đến nay, việc xếp hạng độ thông minh của các quốc gia là điều hết sức khó khăn vì nhiều yếu tố, chẳng hạn giáo dục, trí nhớ, sự sáng tạo, khả năng làm việc của con người. Nó cũng giống như so sánh giữa quả táo với quả cam, xem quả nào ngon hơn vậy. Chính vì thế, người ta mới sử dụng một biện pháp khả thi nhất, đó là so sánh dựa theo chỉ số IQ trung bình. Tuy nhiên, ngay cả chỉ số IQ cũng chưa thể phản ánh chính xác trí thông minh của cả một quốc gia, nên cũng không thể dựa vào đó mà khẳng định quốc gia này thông minh hơn quốc gia kia. Hơn nữa, phép tính IQ được phát minh bởi người châu Âu, nên tất nhiên các quốc gia châu Âu sẽ có khả năng giành được điểm cao hơn nhờ sự tương đồng về văn hóa, lối sống. Chính vì thế, dù thế nào đi nữa, mọi phép tính và mọi sự so sánh đều chỉ là tương đối. Dưới đây là danh sách 15 quốc gia có chỉ số IQ trung bình cao nhất thế giới, tất cả đều cao hơn 100. Dựa theo kết quả nghiên cứu từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tất nhiên, kết quả này vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi, chỉ nên được dùng để tham khảo là chính. Hạng 7 thuộc về Vương quốc Anh với chỉ số IQ là 100. Đông hạng 7 có Na Uy, Hà Lan, Luxembourg và Áo. Hạng 6 thuộc về Thụy Sĩ với IQ 101. Đông hạng 6 có Mông Cổ và Iceland. Hạng 5 thuộc về Italia với chỉ số IQ là 102. Hạng 4 thuộc về Đài Loan với chỉ số IQ 104. Hạng 3 thuộc về Trung Quốc với chỉ số IQ là 105. Đông hạng 3 có Nhật Bản. Hạng 2 thuộc về Hàn Quốc với chỉ số IQ 106. Đông hạng nhất là Singapore và Hồng Kông với chỉ số IQ là 108. Việt Nam có chỉ số IQ là 94, xếp hạng thứ 13, đồng hạng với Romania, Kazakhstan, Georgia và Armenia. Xếp trên chúng ta và dưới Vương quốc Anh còn 26 nước nữa. Trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia hạng 15 với IQ 92, Brunei, Campuchia và Thái Lan hạng 16 với IQ 91, Lào hạng 18 với IQ 89, Indonesia và Myanmar hạng 20 với IQ 87. Philippines hạng 21 với IQ 86. Đông Timor không có số liệu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.